Hello, xin chào các bạn. Bình thường là các bạn khi các bạn chấm ảnh này, các bạn dùng cái ad clone này thì các bạn đưa cái con chuột này đi thì bao giờ nó sẽ tạo ra những cái bóng thường là rất là khó chịu, thì là mình hướng dẫn các bạn là cách tắt đi nha. Thì các bạn sẽ vào Windows giúp mình này, các bạn vào cái clone store này đó. Thì ở đây các bạn nhìn thấy cho mình là có cái dấu tích này, show overlay này, thì các bạn tắt cái này đi. Đấy, đến bây giờ các bạn sẽ chấm ảnh bình thường nha. Đấy, các bạn sẽ chấm bình thường. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video nhé.